Rồi đó. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang ở phòng phẫu thuật vô trùng của Bệnh thẩm mỹ Nguyễn Du. Và đây là hình ảnh của một cô khách hàng trước khi phẫu thuật. Thì đây mọi người có thể thấy là trước khi phẫu thuật á, là cô khách hàng của chúng ta có phần da dư ở phía dưới cung chân mày khá là nhiều nè. Đây, phần da dư ở dưới cuối ở dưới cung chân mày khá là nhiều, cho nên là nó đã che đi cái nếp mí tự nhiên của khách hàng. Chính vì vậy thì sau khi mà được bác sĩ Việt tư vấn á, thì cô đã quyết định thực hiện treo mài để giúp loại bỏ đi phần da dư, da thừa ở dưới cung mi mắt, đồng thời á thì sẽ giúp lộ rõ hơn cái nếp mí tự nhiên của cô khách hàng. Và mọi người có thể thấy là ở góc gần á là phần đuôi lông mày của khách hàng gặp tình trạng là đã có cái dấu xăm cũ, thì sẵn đây bác Việt sẽ loại bỏ đi phần xăm cũ cho khách hàng luôn, và khách hàng sẽ có được cái phần vuông xăm mới ở cặp lông mày của mình. Đây. Với phương pháp treo mài á, thì bác Việt sẽ thực hiện một phần nhỏ ở dưới đường sát cung chân mày, sau đó sẽ loại bỏ đi phần da dư da thừa cho khách hàng. Đồng thời sẽ khi mà khâu lại thì cái đường mai nó sẽ nằm ở sát dưới cung chân mày luôn, thì sẽ không ảnh hưởng gì đến khách hàng. Khi mà khách hàng làm xong 7 ngày sau đến cắt chỉ thì khoảng tầm 1 tuần hoặc là 2 tuần sau đó thì cái đường mai nó sẽ lành lại và nó sẽ liền ở dưới cung chân mày, sẽ không có để lại cái dấu vết khi mà chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ. Và giờ đây thì Thanh Tâm mời mọi người sẽ cùng vào phòng phẫu thuật để cùng xem là bác sĩ Việt đã làm đến bước nào rồi nha mọi người. Đây bác Việt đang thực hiện khâu lại ở bên một chân mày còn lại cho cô khách hàng. Bác Việt đã làm xong một bên rồi nha mọi người. Khi mà mọi người đến với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du là sẽ được chính bác sĩ Lý Tuấn Việt là người thực hiện cho khách hàng từ thăm khám, tư vấn cho đến gây tê cho khách hàng, cũng chính bác Việt là người thực hiện luôn. Cho nên là mọi người hãy yên tâm, đến với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du thì sẽ không có những cái người khác, những cái người mà vô làm cho mọi người nha. Trong quá trình thực hiện thì bác Việt còn nói chuyện với khách hàng nữa để cho khách hàng quên đi cái ca phẫu thuật. Khi mà tâm lý của khách hàng đến để mà phẫu thuật thẩm mỹ thì khách hàng thường sẽ lo lắng, cho nên chính vì vậy bác sĩ Việt sẽ nói chuyện nè, cũng như là tâm sự của khách hàng để cho khách hàng quên đi cái phẫu thuật, để tâm lý khách hàng thoải mái nhất có thể. Vì có những khách hàng lớn tuổi thì khi mà hồi hộp lo lắng thì sẽ ảnh hưởng đến huyết áp, cho nên là bác Việt nói chuyện với khách hàng để khách hàng quên đi cái ca phẫu thuật. Và đồng thời cô khách hàng này cũng thực hiện phun xăm mày tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du luôn nha mọi người. Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du làm lại một cái khung chân mày mới cho khách hàng luôn. Rồi bây giờ mọi người cùng chuẩn bị để mà nhìn đánh sự thay đổi của khách hàng sau 45 phút bác Việt thực hiện treo mài cho khách hàng nha.
không? Sau khi thực hiện thì bác sĩ Việt đã giúp khách hàng loại bỏ đi một phần da dư của khách hàng, và đồng thời thì mí mắt tự nhiên của khách hàng cũng đã lộ rõ hơn á. Đây chị ơi, trong quá trình mà bác Việt thực hiện á, mình có cảm thấy đau hay khó chịu gì không chị ha? Hơi xíu rồi. Đau cái lúc mà mình kinh tê đúng không chị? Dạ, đây là phần da dư của chị. Cầm về luôn hả chị? Dạ. À, thì lúc đầu là tại sao mà chị biết đến miệng thẩm mỹ Nguyễn Du hả chị ha? Mấy cái nguyên đã em mới làm đó. À, thấy tự nhiên đó, cho nên chị đi kiếm có địa chỉ ra để chị, chứ chị cũng biết nhiều chỗ thẩm mỹ lắm. Dạ. Là chị đã thấy người quen của mình làm xong rồi mình mới đến miệng thẩm mỹ Nguyễn Du thực hiện đúng không chị? Đây này, chị nhìn hình ảnh trước của mình nè nha. Là bác Việt có tư vấn cho chị á, là phần da dư trên khung chân mày của chị nhiều, cho nên á, là bác Việt thực hiện treo mày để loại bỏ đi phần da dư cho mình đúng không chị? Và đồng thời thì khi mà mình phun xăm á, thì cái phần đuôi mày của mình nó hơi bị lỗi một xíu, cho nên là bác Việt đó là sẵn một công đôi việc luôn, là mình vừa loại bỏ đi da dư và vừa loại bỏ đi phần cái cung chân mày ở phía đuôi mình bị hư luôn đúng không chị? Sau khi mà mình thực hiện phun mày xong tại viện thẩm mỹ Nguyễn Du thì bác Việt đã thực hiện cho chị khách hàng treo mài để loại bỏ đi phần da dư nè, mở thừa ở dưới cung chân mày. Đồng thời thì mọi người có thể thấy là phần mí mắt của chị đã lộ rõ hai mí hơn nè. Đó, hai mí tự nhiên, rất là tự nhiên luôn. Đây, hai mí mắt đã rõ hơn nè, to tròn hơn là trước khi mà thực hiện. Thì khi mà mình thực hiện xong á, chị về nhà chị nhớ là vệ sinh vết thương nè, cũng như là uống thuốc theo như lời dặn của bác sĩ nha chị. Rồi sau đó 7 ngày thì mình sẽ đến viện thẩm mỹ Nguyễn Du bên em để mà cắt chỉ. Thì xong rồi, khi mà mình cắt chỉ xong á, là tầm khoảng một tuần lễ sau á, là cái đường may của mình nó sẽ lành lại và liền ở dưới sát cung chân mày luôn, cho nên là mình kịp thời gian để mà ăn Tết luôn, chị yên tâm nha. Khách hàng nào chúng ta muốn trẻ hóa đôi mắt của mình nè, muốn có nếp mí tự nhiên mà không cần phải đến thực hiện cắt mí, thì có thể đến với viện thẩm mỹ Nguyễn Du để được bác sĩ Việt thực hiện treo mày cho khách hàng nha mọi người. Nếu như mà mọi người có thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay với viện thẩm mỹ Nguyễn Du tại số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, hoặc là đặt lịch hẹn qua số hotline 0938 442 998. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.